Quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube của Cương Audio. Quý vị thân mến, trong những ngày này có lẽ không cần nói, chúng ta đều nhận thức rất rõ ràng rằng cuộc sống của anh em chúng ta ở khắp mọi miền Tổ quốc ít nhiều đều chịu sự tác động sâu sắc bởi dịch bệnh Covid-19, và nhà nước đang thực hiện tất cả những phương châm tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Chính vì vậy mà một số dịch vụ kinh doanh không thiết yếu tạm thời sẽ ngừng hoặc gián đoạn, ví dụ như kinh doanh vận tải hay du lịch, vân vân. Và những người bán audio như anh em chúng tôi cũng ít nhiều chịu sự tác động như vậy. Chính vì vậy mà một số bác đã đặt hàng của chúng tôi, các bác sẽ thấy nhận được hàng chậm hơn bình thường một chút. Những bác ở gần bình thường chúng tôi gửi qua đường chuyển phát thì mất từ 3 đến 4 ngày, thì hiện nay có thể nâng lên 10 ngày. Và những bác ở xa bình thường khoảng tầm 5-6 ngày thì hiện nay có thể lên đến khoảng hơn 10 ngày. Những bác ở xa có thể 1 tuần thì có thể lên đến 2 tuần. Hiện nay một số dịch vụ chuyển phát có nhân viên đã dương tính với SARS-CoV-2. Chính vì vậy mà hãng đã tạm dừng để cho anh em cách ly hoặc thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, sau đó mới tiếp tục chuyển phát. Chính vì vậy mà các bác sẽ thấy một số mặt hàng mà các bác đặt tôi sẽ thấy đến muộn hơn. Chính vì vậy, hiểu được sự mong đợi, sự sốt ruột của người mua, của anh em. Chúng ta đang rất mong muốn các thiết bị đến tay mình để chúng ta có thiết bị để chơi. Tuy nhiên, do hoàn cảnh như tôi vừa nêu ở trên, vì vậy tôi thực hiện video clip này xin thông báo đến tất cả anh em đã đặt hàng của tôi mà chưa nhận được hàng, thì chúng ta biết thông tin và cố gắng đợi chờ để chia sẻ tất cả những sản phẩm mà khi anh em đặt hàng thì chúng tôi đã kịp thời đóng gói, thực hiện các phương pháp bảo vệ, sau đó đã gửi qua đường chuyển phát. Tuy nhiên hiện nay tra các mã thì chủ yếu thấy đang nằm ở kho của hãng vì chưa chuyển phát trực tiếp được. Những sản phẩm có trọng lượng từ 5kg trở xuống thì tiếp tục được chuyển phát bình thường. Còn những sản phẩm có trọng lượng lớn hơn thì tạm thời sẽ chuyển đi sau. Và hiện nay thì các sản phẩm đã nằm ở kho của các nhà chuyển phát. Chính vì vậy mà tiến thoái lưỡng nan. Chính vì vậy mong tất cả quý vị và các bạn, anh em ở khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau, cùng nhau sẽ sớm vượt qua được thời kỳ khó khăn này. Quý vị và các bạn thân mến, xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn, những người yêu âm thanh cổ ở khắp mọi miền Tổ quốc, lời chúc sức khỏe, bình an. Chúc quý vị và các bạn cùng với đại gia đình chúng ta bảo trọng, và chúng ta sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt, bảo toàn tất cả những điều mình đang có để vượt qua dịch bệnh này. Và sau dịch bệnh chắc hẳn chúng ta sẽ có một cái tâm thái tốt hơn để hưởng tất cả những thú vui của cuộc sống thường ngày. Và trong dịch bệnh này các bạn mới thấy, như tôi đã nói, từ khi sinh ra con người trên trái đất này có 3 cái yếu tố, đó là chiến tranh, dịch bệnh và thiên tai. Đó là những thứ mà con người luôn luôn phải đối mặt với nó. Các bạn thấy là rõ ràng ở thời kỳ cổ đại, trung đại, vì với cái y học chưa phát triển, con người đã phải đối mặt với rất nhiều những trận dịch bệnh kinh hoàng. Và các bạn đọc trong lịch sử thì ở thời Trung Cổ đã có những lần dịch bệnh đã xóa sổ dân số của nửa châu Âu. Như vậy các bạn thấy rất là khủng khiếp. Và chúng ta cũng không thể nào mà lường trước được với cuộc sống hiện đại như hiện nay. Nền y học của nhân loại phát triển tiến bộ, nhưng dịch bệnh vẫn luôn luôn đeo bám và biến đổi không ngừng. Mà hiện nay y học chưa có những phương pháp điều trị một cách triệt để. Chính vì vậy mà các cụ nhà ta vẫn nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mong rằng tất cả quý vị và các bạn chúng ta hiểu để chúng ta có cái phương pháp bảo vệ bản thân tốt nhất. Và trong những ngày thế này thì có một số tỉnh thì anh em được thảnh thơi hơn một chút, bởi có một số tỉnh không phát hiện được những ca dương tính trong cộng đồng cũng như không có người phải cách ly. Thì mong rằng anh em ở nơi đó thì cố gắng dõi theo và chia sẻ với những anh em ở các tâm dịch, ở những nơi mà có dịch bệnh. Người Việt ta vẫn thường có câu nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng, hay bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Và chỉ khi cuộc sống của mọi người được bình an thì cuộc sống của mình mới được bình an. Và khi mà cuộc sống của những nước xung quanh được yên ổn thì chúng ta mới được yên ổn. Điều này thì các bạn biết rồi. Và cuộc sống của xã nọ, huyện nọ, tỉnh kia cũng thế. Khi mà những nhà bên người ta chưa yên ổn thì chúng ta cũng chưa thể yên ổn được. Và những bạn đang có may mắn hơn, đang sinh sống ở những tỉnh không có dịch bệnh,
thì mong là các bạn cũng dõi theo và quan tâm, chia sẻ, đồng cảm với tất cả những anh em ở các vùng tâm dịch